Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá một lần nữa thỉnh đại xin mến chào toàn thể quý vị quay lại ngày hôm nay ở diễn đàn Pháp Cú Kinh để tiếp tục chúng ta học một câu câu kệ Pháp Cú kế tiếp là câu số 95. Câu số 95 ở phẩm A-la-hán. Trước tiên thì tịnh đài sẽ kể đọc lại câu số Pháp Cú số 95, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu ngữ vựng cũng như là ý nghĩa duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú này. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Câu Pháp Cú số 95 có nội dung như sau. Bhatavisamo no virujati indaki pulang indaki lupang tadi supato rahado wa apetakadamo sangsarana pawanti tadino. Batavisamo no virujati indakhi lupang tadi supato rahado wa ngapeta kadamo sangsarana pavanti tadino. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn nhớ không hồi vị ấy. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn nhớ không luân hồi vị ấy. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và chúng ta sẽ tìm hiểu trước tiên về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 95 này. Bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Chanh Đá Chánh Thân: vì có sự hành trì tốt đẹp, ví như trái đất không thù hằn, ví như cột trụ chống, tự như hồ nước đã được vét bùn, không còn các sự luân hồi đối với vị như thế ấy. Chúng ta có bốn câu. Bhatavisamo no virujati, câu đầu tiên. Bhatavisamo no virujati. Bhatavisamo chúng ta có nghĩa là ví như mặt đất hay là trái đất. Từ Pathavi là đất, đất, mặt đất, trái đất. Từ Samo được ghép vào cái từ Pathavi có ý nghĩa là cái sự ví ngang bằng, ví như, ví giống như. Pathavi Samo. No. Từ no ở đây là một bất biến từ, nó tương đương với cái từ ná, có nghĩa là không. Ở đây chúng ta dễ hình dung đó là no trong tiếng Anh cũng nghĩa là không, phủ định. Nhưng mà từ no thì ít, rất ít được sử dụng ở trong cái từ bất biến từ, chỉ sử dụng ở trong cái thể sở hữu, đại từ sở hữu. Của chúng tôi, của chúng con. Chúng ta nhớ cái bài hồi hướng Ý Đăng Nô Phu Nhân, phước báo của chúng, phước báo đến Nha Ti Năng, những người quyến thuộc của chúng con. Ý Đăng Nô Nha Ti Năng, chữ Nô đó là của đại từ sở hữu. Tiếp tục là cái từ Quý Rút Cha Tí. Quý rút cha tí.
Biểu cho tiết là sự thù à, là thù hằn hay là hiềm hận, thù hằn hiềm hận. Virucati Patavisa Mono Virucati. Câu thứ hai Indakhi Lupamo, Indakhi Lupamo, Indakhi Lupamo. Indakhi lá có nghĩa là cái cột trụ, cột trụ. Indakhi lá cộng với lại upama, chúng ta có cái từ là Indakhi lupamo, kết hợp với cái luật sanh thế Pali. Indakhi lá upama upamo. Indakhi lá là cái cột trụ hay là cái trụ trống. Chữ upama là ví như, hay là cái từ ví dụ cũng là cái từ upama. Upama, upama. Cái này lại nhớ trong tiếng Miến, người Miến sử dụng cái từ Pali này. Người ta nếu như giống như ví như là upama, upama, thì người ta dùng cái từ Pali. Ta đi. Yeah. Ta đi là đức tính. Đức tính. Ta đi từ suppato, 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 suppata là có cái sự hành trì tốt đẹp. Cái từ này là cái từ su cộng với lại vata, vata là sự hành trì, nhưng mà cộng với lại cái tiếp đầu ngữ su là tốt đẹp, khéo léo. Chúng ta đổi biến thể thành chữ hai cái từ papa là suppato, là một cái sự hành trì tốt đẹp. Đúng. Câu kế tiếp Rahabe Takadamo, Rahado wa ape takadamo. Apa Rahado, Rahada, Rahada, Rahado đó là cái hồ nước. Đúng. Rahado là cái hồ nước cộng với là cái từ Iva, Iva là cũng ví như giống như Rahado Iva, Rahada Iva. Abetakadamo, Abetakadamo là không có, không có bùn nhơ. Cái từ Abeta là được vét sạch. Kadama là bùn, bùn xình á, bùn xình. Apetakadamo là được vét sạch, bùn xình được vét, vét sạch, được nạo sạch, được dọn sạch. Câu cuối cùng, câu thứ tư, Sansara Napawanti Tadino. Sansara là vòng luân hồi, sự luân hồi. Sansara, chữ ná là cái phủ định không, pawanti là trở thành, trở nên. Tadino là cái đức tính. Và như vậy thì chúng ta vừa sơ lược về ngữ vựng của câu kệ Ngôn Pháp Cú số 95 này. Và một lần nữa là câu kệ Ngôn Pháp Cú số 95 phẩm A-ra-hán. Batavisa mono virochati idaki lupam tadi supato radado wa abeta kadamo sangsarana pavanti tadino. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn nhơ, không luân hồi vì ấy. Hoặc
hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức: đất kia cao mặt bao giờ, trụ đồng kiên cố, ao hồ lặng thinh, sa môn tâm ý quân bình, lang thang vô định tái sinh nào còn. Nam mô Bức Tha Giá. Tiếp theo thì chúng ta tìm ý nghĩa cũng như là duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 95 này. Đây là trường hợp câu kệ ngôn được nói đến do cái một cái duyên sự liên quan đến ngài đại trưởng lão Sariput, ngài Xá Lợi Phất. Câu kệ ngôn này: như tất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Trước tiên thì khi mà chúng ta tìm hiểu cái duyên sự thì Tịnh Đàn cũng xin được nói thêm một vài ý ở trong cái câu kệ ngôn này để chúng ta có cái sự nắm bắt. Trong câu này chúng ta có ba cái ví dụ, là ví dụ như là giống như là đất, ví dụ giống như là cái cột trụ, và ví dụ giống như là cái hồ nước. Và ba cái ví dụ này được thể hiện nói lên cái tính cách hay là cái đức tính của một vị A-la-hán. Và trong trường hợp này là đang nói đến ngài trưởng lão Sariput, ngài Xá Lợi Phất. Như là Tịnh Đạt có trình bày trong những cái lần trước đó, thì khi mà chúng ta học đến cái phẩm pháp cú nào thì chúng ta để ý trong nội dung phẩm pháp cú đó là những nội dung có cái sự tương đồng, tương đương, cho nên các ngài chú giải, các ngài kết tập mới sắp xếp thành một trong một cái phẩm. Và trong một cái phẩm đó, những cái điều được nói đến, những cái đức tánh, cũng giống như là chúng ta đang học phẩm A-la-hán, thì những cái định nghĩa, những cái ví dụ, những cái ý nghĩa trong cái phẩm này được xem đó là những cái cách để mà diễn tả của đức tánh của một vị A-la-hán. Thì mà chúng ta để ý cái việc này thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà nói đến một cái hình tượng, một cái biểu tượng, một cái đức tánh thì chúng ta có nhiều cách để mà kính phục. Giống như trong trường hợp này, Đức Phật ngài dùng ba cái ví dụ, và ba cái ví dụ này cũng là những cái cách mà ngài Xá Lợi Phất trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần duyên sự. Thứ nhất đó là Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh một cái vị A-la-hán được ví như giống như là mặt đất, Pathavi Samo. Cái thứ hai, một vị A-la-hán được ví như là một cái cột trụ, Indakila Upama. Và cái điều kế tiếp đó là một vị A-la-hán, một vị vô lậu được ví như là một cái hồ nước, Rahadova. Thì tại sao lại có ba cái ví dụ này? Chúng ta sẽ tìm hiểu. Cái ví dụ thứ nhất là một vị A-la-hán, tâm của các đó
tính đức tính của các vị đó được ví như là mặt đất. Ở trong phần chú giải giải thích thêm để chúng ta có cái sự hiểu một cách đầy đủ trọn vẹn, đó là mặt đất cho dù là chúng ta có tặng phẩm đặt trên mặt đất, những cái món đồ trang sức hay là bông hoa tốt đẹp, những cái loài, những cái tôm, cũng không vì thế mà mặt đất có một cái sự phản hồi thích thú, và cũng không vì chúng ta vứt bỏ những cái đồ rác nhơ bẩn, những thứ mà chúng ta không có sử dụng đến, đáng quăng đi, thì cũng không vì thế mà mặt đất trở nên khó chịu. Những cái ví dụ này thì chúng ta không phải là chúng ta đang nói về cái sự phản kháng hay là cái phản hồi của một chúng sanh, mà là cái sự im lặng tuyệt đối, cái sự an tịnh tuyệt đối, để muốn nói đến cái đức tính của một vị A-la-hán. Và ví như thứ hai là giống như là một cái cột trụ. Cột trụ như là chúng ta thấy ở Ấn Độ thì có nhiều cái cột trụ, mà tới bây giờ thì chúng ta còn thấy những cái cột trụ rất là xa xưa, như là cột trụ của ngài Đức Vua Asoka. Thì có những cái cột trụ linh thiêng được cúng tế, được cúng bái như những hòn đá thiêng. Thì cho dù là những đứa bé, những đứa trẻ, nó có đi tiểu tiện, đại tiện ở ngay trên cái cột trụ đó, cũng không vì thế mà cột trụ có một cái sự phản hồi tiêu cực. Và khi mà con người ta vì đức tin, vì niềm tin, cúng dường những cái nước thơm, những cái bông hoa, cũng không vì thế mà cái cột trụ trở nên hoan hỷ. Và cái điều thứ ba, như là hồ nước, và đặc biệt cái hồ nước này không bị vẩn đục, không bị nhơ, bởi vì đã được vét nạo sạch các cái bùn nhơ, một cái hồ nước tinh khiết. Đó là ba cái ví dụ mà Đức Phật ngày sử dụng ở trong cái câu kệ của hôm nay để nói đến một cái vị A-la-hán, một cái tâm, một cái đức tính của một vị A-la-hán. Và trở lại cái duyên sự đó, thì tại sao Đức Phật ngày dùng ba cái hình ảnh này? Thưa quý vị, rằng trong một lần nọ tại kỳ viên Tịnh Xá, sau 3 tháng an cư mùa mưa, Chư Tăng bắt đầu đi vân du các nơi để mà vần hóa, vần dương chánh pháp, để tiếp độ những người hữu duyên nên tế độ. Ngài Sariputta cùng với chúng đệ tử cũng bắt đầu cho cái chuyến vân du. Và trong cái các vị tỳ kheo đang chuẩn bị như vậy đó, thì có một cái vị tỳ kheo là vị tỳ kheo rất là khó chịu. Vị tỳ kheo này có cái sự ganh tị, có cái sự hiềm khích. Và cái đỉnh điểm đó là cái vị này thấy rằng ngài Sariputta rất là niềm nở đối với những cái vị tỳ kheo khác, nhưng trừ mình ra. Đây cũng là cái sự hiểu lầm mà thôi, chứ không phải là cái sự niềm nở vì một cái mục đích gì của một cái vị thánh tăng, một cái vị trưởng lão như ngài Sa Lợi Phất. Và cái đỉnh điểm đó là khi mà ngài mang y
giữa cái hội chúng đông đảo như thế này đó, thì có những cái lần cái chéo y của ngài nó bay phất phới và đụng nhầm cái vị cái tỳ kheo, vị tỳ kheo khó chịu này. Thì quý vị biết là cái số lượng các vị tỳ kheo ngày lúc đó thì không phải là tính bằng chục, tính bằng trăm, mà phải là tính bằng ngàn, thì không khỏi tránh khỏi những cái sơ suất như vậy. Và cái vị tỳ kheo khó chịu này á, lại vịnh vô cái cớ đó, vịnh vào cái cớ rất là nhỏ nhặt như vậy, đã thể hiện cái sự khó chịu của mình bằng cách đó là mét Đức Phật. Rồi nói rằng là cái vị tỳ kheo, cái vị trưởng lão Sariputta ỷ mình là như thế này như thế nọ, ỷ mình là người lớn, trông coi đệ tử lớn của Đức Phật, trông coi chư tăng, ỷ mình là huynh trưởng, ỷ mình vai vế lớn, rồi có cái hành động đó là không có tôn trọng con, và cái định điểm đó là đã đánh con. Đã đánh con. Thì Đức Phật ngày thì ngài rất ngày xử ngày xử 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 sự tình huống ngày phải nói là ngày xử sự rất là khoa học. Nếu như là lúc đó mà như chúng ta đó thì chúng ta rất là dễ lên tiếng để binh vực. Nhưng mà Đức Phật ngày họp chư tăng lại, có mặt ngài Sariputta để mà tất cả đều cần phải làm sáng tỏ, không có cái sự nghi ngờ lẫn nhau. Khi mà họp chư tăng lại, Đức Phật ngài hỏi cái duyên sự, cái nguyên cớ như thế nào, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài đã thay vì ngài biện minh cho cái việc đó là cái hành động của mình, nhưng không khéo léo trả lời cái câu mà Đức Phật ngài hỏi. Đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài trình bày đó những cái ví dụ cũng giống như là trong cái câu kệ. Tất cả đây là có bắt tất cả bao nhiêu là cái ví dụ đây. Ở đây có cái ví dụ là như mặt đất. Như là nước, như là lửa, như là gió, như là bụi, như là cái con bò rụng sừng, như là chén mỡ đặc, như là những cái xác của động vật chết, điển hình là con rắn chết sình, như là chảo chiên dầu còn chút ít mỡ. Tất cả là chín cái ví dụ. Tất cả là có chín cái ví dụ. Chín cái ví dụ mà ngài Sa-ri-phất trình bày cho Đức Phật, có Đức Phật và chư tăng cùng chứng kiến. Thì chín cái ví dụ này đó thì ngài mới trình bày từng cái ví dụ một. Ngài không có trả lời thẳng cái vấn đề là ngài không có cố tình làm như vậy, ngài không có cố tình xem thường cái vị tỳ kheo này, và ngài không có cố tình va chạm với cái vị tỳ kheo này. Thay vì như vậy đó, ngài lại nói lên một cái đức tính của một cái vị không còn
không còn có phiền não. Ngày ví dụ như là mặt đất, khi mà có quăng cái đồ sạch, đồ dơ, đồ hôi, đồ túi hay là đồ thơm, đồ túi, thì cái mặt đất không vì thế mà trở nên có cái phản ứng tích cực hay là tiêu cực. Và khi mà kết thúc chính cái ví dụ này, từng cái ví dụ một á, thì phải nói rằng tâm của tất cả những cái vị tỳ kheo tại cái thời điểm đó đã rúng động rất là lớn, rất là mạnh. Bởi vì đệ tử lớn của Đức Phật mà ví mình là những cái như là những cái đồ mà không thể nào mà đáng để mắc đến, và ngài ví mình như là những cái món đồ đó vì cái mục đích đó là muốn nói rằng tâm của ngài Sa Lợi Phất không còn vướng bận, huống hồ chi là đến việc mà không xem thường hay là xem thường hay là có cái sự hiềm khích va chạm đến một người nào khác. Thì khi mà kết thúc cái việc mà ví mình như là chính cái món vật dụng, chính cái món đồ như vậy đó, thì cái vị tỳ kheo cố tình mà vu cáo, vu oan cho ngài Sa Lợi Phất không thể nào kiềm giữ cái sự nóng đốt, hối hận ở trong lòng mình được, thì đã quỳ trước mặt Đức Phật và Chư Tăng xin được sám hối. Sám hối với lại cái nỗi lỗi lầm của mình, sám hối với cái sự hiềm khích của mình, chỉ là một cái cớ nhỏ để mà muốn tố cáo, muốn làm cho hả giận, cho hả tức, nhưng mà đã đụng chạm đến một cái vị thánh tăng vô lậu. Và lúc đó thì ngài Xá Lợi Phất, ngài sẵn sàng, ngài nhận cái lời sám hối. Và ngài cũng nói lên cái lời sám hối, nếu như có cái sự sơ suất thì mong Chư Tăng cũng bỏ qua. Khi mà chuyện kết thúc đó thì trong Chư Tăng lại có một cái lời bàn tán lẫn nhau, nói rằng ngài Sa Lợi Phất phải nói là có một cái đức tính vô thượng. Ngài không những không có cái sự giận dỗi đối với cái người mình, mà ngài còn thể hiện cái sự khiêm nhường khi mà sám hối với những cái lỗi lầm, nếu như là có cái sự hiểu lầm trong Chư Tăng. Đức Phật ngài đã nghe được cái câu chuyện trong Chư Tăng, khích lệ cho Chư Tăng: này các tỳ khưu, không thể nào làm cho hạng người như Sariputta phát sanh tâm sân. Này các tỳ khưu, tâm của Sariputta bình thản như mặt đất, kiên cố như cột trấn của chư thiên, thanh tịnh như nước ao không bùng. Nói rồi thì Đức Phật ngài đã ngâm lên cái câu kệ ngôn mà chúng ta đang học ngày hôm nay, câu số 95. Bhatavi samono virucati indakhi lupamatyatadi supato radhava beta kadamo sangsarana pavanti tadino. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi vị ấy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Đó là cái phần thưa quý vị rằng duyên sự cũng như là ý nghĩa của cái câu kệ ngôn số 95 này. Qua cái câu kệ ngôn số 95 này cũng như là qua cái duyên sự thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị thánh tăng như là ngài Sa Lợi Phất
Và kể cả là một cái vị chánh đẳng chánh giác như là Đức Phật cũng không tránh khỏi một vài lần bị hiểu lầm, hay là cố tình để mà ám hại. Thì huống hồ gì chúng ta là những người phàm phu, những người còn non nớt, những người còn yếu kém trong cái pháp và luật này, thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng đối diện với những cái tình huống thị phi của cái cuộc đời. Thị phi cuộc đời ở trong Phật pháp á, chúng ta nói đến là tám ngọn gió đời, Lokathamma. Thì chúng ta luôn bị cái tám ngọn gió này nó làm chúng ta điên đảo. Khi mà chúng ta được, chúng ta cũng bị lời khen tiếng chê bởi những người thân quen, bởi những người hiềm khích. Khi mà chúng ta mất cái được, chúng ta cũng có cái lời chia sẻ, cũng như là cái lời ghét. Cũng giống như ở ngoài chúng ta nói rằng khi mình giàu á, giàu á thì cũng có cái người ghét, cái người ganh tị. Khi mà mình nghèo á thì bị người ta khinh. Cho nên á, cái mà được hay là mất, cái lợi lộc hay là danh tiếng, phải nói rằng đối với chúng ta, hay là đối với những cái vị tỳ kheo đệ tử Phật mà, hay ngay cả là Đức Phật cũng không có tránh khỏi. Mà quan trọng một điều đó là chúng ta đối diện và xử lý tình huống như thế nào. Cái điều đó Đức Phật Ngài đã mang lại cho chúng ta cái phương pháp. Còn cái việc mà đối diện với cái sự thị phi đó, nó không thể nào tránh khỏi. Cho dù là chúng ta có trốn, có tránh, có là đi khỏi gia đình, khỏi nhà, khỏi bà con, tắt hết những kết nối internet, phone, chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi thị phi. Và cho dù là chúng ta có ở chung một tập thể 5-10 người, 2 người, hoặc là thậm chí chúng ta sống riêng một mình, thì cái thị phi đó, cái sự xáo động đó ở trong tâm hồn cũng không thể nào tránh khỏi. Cho nên đối với cái khổ, đối với cái diệu đế khổ đầu tiên đó, thì Đức Phật Ngài dạy cần phải liễu tri, cần phải biết rõ, thấu triệt và phải chấp nhận đó, chứ không thể nào chúng ta tránh khỏi. Cái điều này khi mà chúng ta thường xuyên mà nhắc nhở mình như vậy đó, thì khi mà gặp cái tình huống xảy ra, hoặc là chúng ta dự đoán được cái tình huống trong tương lai, khi mà chúng ta tham gia một cái nhóm họp, tham gia một cái công sở, công ty, hay là cái việc làm, hay là chúng ta có một cái gia đình, thậm chí là chúng ta vào chùa chúng ta ở, thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng phải luôn luôn nghĩ rằng ở đâu cũng có thị phi, ở đâu cũng có người thương người ghét. Và chính vì cái điều đó đó làm cho chúng ta, đó là khi bị thương thì chúng ta cũng, khi được thương thì chúng ta cũng không có phấn khích, không có tự đắc tự hào. Và khi mà mất cái niềm thương, cái điều thương của người khác đó, tức là chúng ta đang bị ghét, thì chúng ta cũng không có bị quá là hụt hẫng, quá là đau khổ. Và chúng ta luyện mình như thế nào cũng giống như là cái ví dụ mà Ngài Xá Lợi Phất cũng như là Đức Phật Ngài sử dụng,
như là cái mặt đất không có một cái chút dao động, không có một cái chút nào gọi là buồn vui. Ở trong đây chúng ta cũng có cái chút xíu nhân hóa đó, là không có cái sự phản hồi. Có phản hồi hay có chăng đó, tình hình thực tế mà ô nhiễm môi trường, chính cái người gây ra cái sự ô nhiễm môi trường đó, thì chính chúng ta lãnh chịu cái hậu quả đó mà thôi. Còn cái việc mà chúng ta có làm điều tốt, điều xấu thì cũng có người thương, người ghét. Sẵn ở đây nói luôn đó thì Tịnh Đạt tham gia cái diễn đàn Pháp Cú Kinh đó, thì cũng rất là tình cờ. Và khi mà tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh hoặc là tham gia những cái diễn đàn khác, hay là ở bất cứ nơi đâu, Tịnh Đạt luôn nghĩ rằng rồi sẽ có những cái thị phi, rồi sẽ có những cái lời bàn ra bàn vào. Nhưng mà Tịnh Đạt có những cái cách học những cái người đi trước đó, làm thế nào để mà mình có thể tránh cái lời thị phi đó một cách nhẹ nhất có thể, và mình có thể mình chấp nhận nó một cách dễ dàng. Và cái điều quan trọng đó là cái chuyện thị phi đó nó có ảnh hưởng gì đến mình, ảnh hưởng gì với cái cuộc sống của mình, ảnh hưởng gì đến cái quan niệm sống của mình hay không. Cái điều đó là điều quan trọng. Cũng giống như là quý vị vào ở trong diễn đàn này, cái quyền lợi của quý vị đó là chúng ta học Phật Pháp. Khi mà chúng ta bị mất cái quyền lợi đó, hoặc là bị chiếm đoạt cái quyền lợi đó, thì cái điều đó là chúng ta phải, cần phải nói ra, cần phải lên tiếng. Còn như là những cái thị phi ở trong bất cứ một cái diễn đàn hay là một cái hội chúng nào á, thì điều đó là điều không thể nào tránh khỏi. Cho nên khi mà mình tham gia những cái diễn đàn Phật Pháp, cái điều quan trọng đó là mình học được cái gì, mình rút tỉa được kinh nghiệm gì cho cái đời sống của mình, cho được càng ngày càng cải thiện hơn, càng ngày càng được vững vàng hơn. Khi mà bị gió thổi thì không có bị dao động nhiều, trừ khi nào gặp bão phong ba thì ai cũng bay, mình cũng bay, thì lúc đó thì không có bằng tính được. Nhưng mà khi nào mà được như là như tảng đá kiên trì đó, như tảng đá kiên cố đó, thì coi như là bão táp phong ba. Quý vị nhớ rằng ở bên Miến Điện có một cái tảng đá thiên ở trên Cha Thi Vô đó. Quý vị nghĩ rồi, cái tảng đá nó thời kỳ từ cái thời kỳ ở được ở trong cái không có lịch sử, mà là trong quan niệm trong Miến Điện đó, người ta cho rằng cái tảng đá có thời kỳ từ cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế. Thì phải nói rằng chúng ta cũng ghi nhận rằng cái tảng đá nó có rất là lâu đời, và cái sự mà trông trên của tảng đá thì phải nói ai đến đó cũng rất là hãi hùng. Nhưng mà đối diện với lại mưa mưa gió bão táp phong ba thì vẫn đứng yên. Khi nào mà chúng ta hiện được cái công thâm hậu tự tại ở các nơi, tự tại ở các cái hội chúng, thì khi mà sống một mình chúng ta cũng là tự tại. Chúng ta đừng có nghĩ rằng khi mà chúng ta sống một mình chúng ta tự tại, sống ở đông người chúng ta không tự tại. Cái điều đó là cái điều hiểu đôi khi nó có chưa đầy đủ. Một cái người tự tại sống ở đâu cũng như nhau thôi, còn một cái người bận rộn, cái người thị phi thì sống một mình cũng không thể nào yên ổn được. Cái điều đó là cái điều thật sự là có. Và một cái vị mà tự tại đó, thưa quý vị, rằng sống rất là an vui, rất là an vui. Tịnh Đạt nghĩ rằng cuộc sống của một đời tu sĩ đó có lúc rất là chán, bởi vì cái cuộc sống nó quay quần từ sáng cho đến tối, khi mở mắt ra, khi thức dậy cho đến khi đi ngủ, cả ngày, cả tuần, cả tháng nó không khác là bao nhiêu. Có những lúc phải nói rằng không biết làm cái gì khác,
Nhưng mà khi mà mình trải qua được cái cảm giác mà mình vượt qua được cái cảm giác mà chán nản trong cái sự mà đi lặp lại một cái đời sống quen thuộc đó, thì lúc đó mình sẽ có cảm giác đó là đây là một cái hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì mình sống với cái tâm trạng không có bon chen, không có bị xáo động ở bên ngoài. Và nếu mình dừng lại đó là mình bị kẹt ở điểm đó, là mình đang tự mãn tự hào về cái đời sống của mình, về cái niềm, về cái đời sống ở trong chùa, cuộc đời tu sĩ. Nhưng mà có biết đâu đó là cái môi trường nó giúp cho mình có cái đời sống như vậy, còn cái môi trường thay đổi thì mình có được tự tại như vậy hay không? Đó là một cái điều mà cần phải phát triển, chứ không dừng lại. Bởi vậy khi mà mình sống một mình á, mình sống ở thiền đường, mình sống ở trường thiền, mình sống ở cái khu vườn, mình sống ở cái điều kiện tốt, môi trường tốt á, mình thấy mình khỏe lắm. Nhưng mà cái khỏe đó chưa chắc, bởi vì chưa có đụng cảnh. Còn khi mà tự tại mà như là các ngài A-la-hán thì ở phố hay ở rừng, các ngài cũng như nhau, cũng như là mặt đất, cũng như là cái cột trụ, cũng như là cái ao hồ không có một chút cái bận nhơ. Thì đó là cái mục đích, đó là cái điều mà chúng ta đang hướng đến. Nhưng mặc dù là chúng ta chưa có được cái cảnh giới như vậy, tuy nhiên chúng ta cũng phải tập. Mà điều mà Tịnh Đạt nghĩ quan trọng á, đó là chúng ta hãy tập chấp nhận ở cái mặt phải và mặt trái của tất cả vấn đề ở trong cuộc sống. Khi mà có cái sự chấp nhận thì chúng ta sẽ bớt cái khổ đau. Cho nên Tịnh Đạt cũng có nhắc lại cái câu đó là tất cả mọi thứ rồi sẽ qua. Quý vị nhớ cái câu này á, thì chúng ta sẽ vượt qua một số cái tình huống mà chúng ta thấy là rất là khó khăn, và lúc mà bình tĩnh thì chúng ta có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng mà cái lúc mà bấn loạn, cái lúc mà tan thương, cái lúc mà không còn lý trí chỉ còn bản năng đó, thì phải nói rằng rất là nguy hiểm. Cho nên ngày bình thường lúc mà còn tỉnh táo, chúng ta luôn luôn phải tâm niệm, phải luôn luôn phải rèn luyện, chứ giống như là nuôi binh ở trong thời bình, chứ không ai mà luyện binh ở trong thời chiến hết á. Phải nuôi binh lúc mà bình an á, cũng phải nuôi quân, cũng phải tập luyện khi mà có hữu sự là ứng chiến, cho nên lúc đó là không tạo luyện nữa. Cho nên hàng ngày khi mà gặp thị phi, nhất là ở những cái mạng internet bây giờ, nó rất là khổ, bởi vì không thấy mặt nhau, không biết nhau, không gặp nhau, cũng không có cái sự hiểu nhau, rất là dễ dàng gặp thị phi. Và cái người xưa đó, tôi mới biết rằng trong sớm tình làng nghĩa thì có giận nhau, có gặp nhau, thì cái giận đó, cái mà không thích đó, không ưa đó, cũng có khả năng còn cơ hội để mà hoạt. Ở trên mạng xã hội internet này nó phức tạp, cái gì nó cũng nhanh hết, cái gì nó cũng phức tạp hết. Sử dụng âm thanh để mà gán ghép, cắt xén, vân vân các thứ, nó rất là dễ dàng để mà ám hại nhau, rất mà dễ dàng để mà hiểu lầm. Cho nên khi mà đã tham gia vào cái cộng đồng internet này rồi á, thì Tịnh Đạt cũng như là quý vị hãy rất là cẩn thận đề phòng những cái thị phi không đáng có. Không nên rước những cái thị phi như là rác về trong cái tâm hồn của mình. Thì cái điều đó là cái điều để tham gia cái mạng internet. Cho nên lúc bình
lúc quan mà tỉnh táo, lúc mà chúng ta còn nhận thức, ý thức được tốt, cố gắng học một cái câu Phật ngôn nào, bài kinh mà chúng ta tâm đắc, nhớ hoài. Giống như là một cái câu kinh, ví như thân này ví như là cái khúc gỗ mục, khi mà chết rồi thì nằm trên mặt đất. Có những cái câu kinh mà chúng ta đọc hàng ngày mà chúng ta cảm thấy ưng hợp với tính tình của mình thì chúng ta học, và học một câu hai câu thì chúng ta sẽ có nhiều cái biện pháp xử lý tình huống đa dạng. Tại vì phiền não đánh mình đa dạng thì mình phải có nhiều chiêu thức để mà ứng phó đa dạng. Còn mà học một tuyệt chiêu một thì đúng tuyệt chiêu thì chúng ta xử lý được, mà khác chiêu thì coi như là tử trận nơi xa trường. Rất là đau khổ. Thì quý vị cố gắng, tại vì đây là cái diễn đàn có đọc, một người nói nhiều người nghe, cho nên tình đàn cũng không có hiểu được tất cả quý vị tâm tánh như thế nào, khó khăn như thế nào, kẹt vướng mắc chỗ nào, những cái tình huống gì khác nhau. Thì các cái vị giảng sư như tình đàn như các vị khác đều cố gắng để mà mở rộng những cái kinh nghiệm, những cái tình huống khác nhau. Khi mà vị nào gặp cái tình huống đó thì chúng ta sẽ xử lý. Đó là những cái ý mà tình đàn muốn gửi gắm qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 95 này: tất cả mọi thứ rồi sẽ qua. Cái câu này hay lắm thưa quý vị. Thì cái điều mà tình đạt nói hay là hay cho bản thân tình đạt đã áp dụng rồi. Quý vị nếu nào thử, chúng ta nhớ, chúng ta tập theo. Nếu mà hay thì chúng ta cất đó để dành để chia sẻ cho những người nào. Hay thì chúng ta lại học một cái bài kinh nghiệm khác để áp dụng. Tất cả mọi thứ thì rồi sẽ qua. Cái câu này giống như là cái câu thần chú như vậy. Khi mà chúng ta lớ quớ, khi mà gặp tình huống không có xử lý kịp, tỉnh táo, tự nhiên mà xuất hiện câu này thì quý vị rằng chúng ta khỏe liền, thở một cái phì nhẹ liền. Chúng ta nhớ những cái câu sách tấn của các cái giảng sư, nó đó là cái kinh nghiệm thật, chứ không phải là kinh nghiệm được áp dụng thật ở trong đời sống rồi. Thì liên quan cái câu 95 này là một cái câu phải nói rằng một cái định nghĩa, một cái đức tánh của một vị A-la-hán mà ít khi chúng ta gặp ở những cái bài kinh khác. Cho nên cái bài kinh này, cái câu kinh này phải nói là rất là ứng dụng ở trong cái đời sống. Nếu mà quý vị có thể ứng dụng được ba này, giống như là đất, giống như là nước, giống như là gió ở trong cái giống như trụ không phi, thì phải nói là tự tại siêu nhân, rất là tự ngũ. Thì trình đàn xin được kết thúc cái chia sẻ qua cái câu kinh Pháp Cú số tại đây. Xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị sẽ giữ mình luôn luôn con kiên mọi cái thị phi của chư tăng và toàn thể quý vị nhiều sức khỏe. Tiếp tục trong cái đàn pháp cũng như đàn được tâm tương mắt. Em xin trở lại với diễn đàn. Dạ, cảm ơn rất nhát, cho con xin được điền khuyết, nha, sa thú lành thai.
Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi dạy câu Phật cú 95 và dạy những cái điều chính đáng để chúng con học theo, để giữ được những khi mà mình bị những cái trở ngại về phía bên ngoài cho tâm lý của mình. Chúng con thành kính tri ân sư. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Dạ, con kính nhân mến đến sư ạ. Bà Phật Sư Sập Mạng Lăng Rạc Thanh Tô Sạp Bà Đê Phật Thạc Sập Bà Bồ Đà Nữ Hòa Quê Nã Sa Đa Sập Thị Phật Quân Tư Tê Bà Phật Tô Sập Bà Mạng Lăng Rạc Thanh Tô Sạp Bà Đê Phật Thạc Sập Bà Đà Hàm Mà Nữ Hòa Quê Nã Sa Đa Sập Thị Phật Quân Tư Tê Bà Phật Tô Sập Bà Mạng Lăng Rạc Thanh Tô Sạp Bà Đê Phật Thạc Sập Bà Sông Kha Nữ Hòa Quê Nã Sa Đa Sập Thị Phật Quân Tư Tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng ca sự thanh lợi đường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thuộc xa thu lành thai, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hồi trì Phật giáo tăng bời, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Năm mô bích hà giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên hành thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, sư thiên chung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm pháp cú kinh, nhất là chung quanh chùa tứ phương tăng, chư thiên chung quanh nhà chư phật tử hiện diện trong rơm pháp cú kinh. Cầu mong phước này, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh năng bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới muôn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dùng đồng điều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni ba nát sa mát cha yo hô tu, y đăng quân nhân ni ba nát sa mát cha yo hô tu, y đăng quân nhân ni ba nát sa mát cha yo hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào đùm chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Ân phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, kệ kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam Truyền, rơm pháp cú kinh, cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thượng lệ là 17:30 Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với tâm bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân.